Em Dũng xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em sẽ gửi đến các bác một số những sản phẩm đẳng cấp đến từ châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật. Đó các bác, hôm trước đã có một video chia sẻ về cái cách chơi loa Mỹ, loa Nhật rồi. Thì đây là cái chia sẻ cá nhân của em. Và hôm nay là một trong những video clip mà dành cho những bác nào thích tìm đến những thương hiệu tiền tỷ các bác nhá. Nhấn mạnh các bác là những thương hiệu tiền tỷ. Ở đây em đang có hai cái cặp loa đến từ thương hiệu Foco các bác. Cái âm thanh các bác đang nghe từ đầu video ấy, đây là một video em báo giá nhanh. Đó không phải video test âm. Em sẽ có video test âm từng cặp loa này một các bác nhá. Và nếu các bác mà đứng ở trước camera của em mà nghe cái chất tiếng của cái cặp loa này, những cái dòng Focal ấy các bác nhá, thì em đảm bảo các bác luôn là các bác sẽ, nếu em nói giá một cặp loa này bao nhiêu thì các bác sẽ không thể tin được là cái giá nó như vậy các bác nhá. Bởi vì cái chất âm của nó đưa ra. Đây là cặp Focal 715 nữa các bác. Cặp Focal 715 đấy, loa đẳng cấp luôn. Và với thương hiệu Focal này các bác biết rồi, nó là thương hiệu tiền tỷ, nó sản xuất những cái cặp loa đến cả chục tỷ một cặp các bác. Thì đây một trong những cái mẫu Focal ở những cái thập niên 2000, thập niên cuối thập niên 90, thập niên 2000. Thì để cho bác nào có nhu cầu muốn sở hữu một cái thương hiệu đẳng cấp, một chất âm đẳng cấp, Focal thì bản chất nó vẫn là Focal các bác nhá. Nhưng mà cái số tiền các bác bỏ ra nó rất là hợp lý các bác ơi. Nó cực kỳ hợp lý luôn. Đây là cặp 725, có kia là 715. Đấy. Dòng loa này thì là dòng loa high-end. Cái dòng 725 này nó sở hữu 3 cái bát điện các bác nhá. 3 bát điện luôn. Đó, 3 cái bát điện, còn dòng này là 2 bát điện. Đó. Về chất âm các bác nhá, hai dòng loa này, hai cái cặp này các bác nhá, kể cả cặp BV Dub 1 bát này luôn, nó đều cho cái giải bát, giải trung, giải chép ở mức gọi là hoàn hảo luôn đó các bác. Và bác nào mà thích sở hữu một cặp loa đẳng cấp như này, em không nói lòng vòng nữa, em về được hai cặp Focal các bác nhá, mới đét như này. Trên thị trường cặp Focal 715 này nó hai bát điện này khoảng bát 18 các bác nhá, hai bát 18 và một chép Focal các bác, đẳng cấp luôn. Và riêng loa Focal thì có nghe nó đẳng cấp lắm, đẹp như mới luôn các bác nhá, đẹp như mới luôn. Ê căng đầy đủ các bác, có cầu bi quai để em đang đánh thẳng vào bộ dề pâu đó, bộ dề pâu kéo đẩy của Onkyo. Đấy, những cái bộ mà chuyên đánh loa high end đấy các bác ơi. Đó, 509 cuối số các bác nhá. Đánh vào đây thì hay khỏi nghĩ luôn. Thùng của nó sử dụng thùng gỗ lạng, rất đẹp luôn các bác. Đó, dòng Chorus 715. Đây là một trong những cái cặp loa đẳng cấp các bác nhá. Em để các bác giá cặp này rất rất rẻ luôn các bác. Đây, trên thị trường những cặp này nó sẽ dao động khoảng trên 20 triệu các bác nhá, 21 hay 22 triệu gì đấy. Em Dũng để các bác giá rất rẻ luôn, 16 triệu 500. Các bác nghe không nhầm đâu, 16 triệu 500 bây giờ một cái cặp loa cây high end, một thương hiệu đẳng cấp như này đó các bác. Em để các bác giá 16 triệu 5 thôi. Đó, một cặp loa rất rất đẹp các bác nhá. Đó, các bác lưu giúp em và tất cả những cặp loa mà em Dũng muốn cung cấp các bác là những cặp loa đẹp xuất sắc và nó phải giá tốt như vậy. Đó, đợt này em về được những cái cặp loa high end này rất là đẳng cấp luôn. Và nếu các bác nghe nhạc trên dòng loa này thì các bác nghe kể cả những cái dòng loa thu âm, những cái dòng nhạc thu âm sau 1975 luôn, nó chiến được hết luôn. Và kể cả những dòng thu âm như Phương Phương Thảo hay là những dòng ca sĩ đời mới các bác nhá. Nó là loa high end, nó có thể đáp ứng tần số rất tốt luôn. Và nếu bác nào đã nghe cái chất điệu âm thanh này rồi thì em nghĩ các bác sẽ không chơi được hi-fi nữa các bác ơi, đẳng cấp luôn. Và cái giá tiền các bác bỏ ra nó còn chưa bằng một đôi 180A các bác. Các bác cân đối tài chính các bác nhá. Đây là một trong những cái sự lựa chọn, nhưng nó là loa cây. Đó, tiếng hay khỏi nghĩ các bác. Nếu các bác mà nghe cái loa tiếng này thì khỏi nghĩ các bác nha, các bác nghe một lúc các bác. 16 đồng năm, đó 16 triệu năm thôi. Các bác đẹp như này các bác. Đây căng các bác nhá. Focal. Đẳng cấp luôn.
nhá, nó bé như vậy nó kiểu rất lớn luôn. Hai bát 18 với gân cao su, nhưng mà nó cho ra cái lực đánh các bác nhá. Em đảm bảo các bác là cái phòng này của em nó khoảng 80m2 mà nó kêu gầm gừ luôn. Tiếng bát nó xuống sâu nhưng mà nó rất kiểm soát các bác ơi. Và tép nó lên cao nhưng cũng rất là kiểm soát các bác nhá. Và với cặp loa này em để các bác giám 16,5 đồng. Còn bên đây là cái đàn anh của nó to hơn. Và các bác, cặp loa này khủng hơn, cao hơn. Em Phú nhấc bên cạnh cho các bác xem. Cái thằng này nó sẽ cao hơn, nó khủng hơn một chút các bác nhá. Đó. Thêm mỗi bên một con bát nữa nhưng mà chỉ thêm, nói chung không đáng bao tiền thì các bác ơi. Các bác nhá. Đây là cặp loa hàng gấu của nó. Nó là 725 đây các bác. Nó vênh nhau là 2,000,000 đồng các bác nhá. Đó các bác. Cho rút 725. Cái cặp này nó là 18,5 triệu. Cặp này nó là 17,5 đồng các bác nhá. Đây là một trong những cái dòng loa rất là đẳng cấp được các bác ạ. Nó cao hơn một chút, nó to hơn một chút và nó thêm mỗi bên một con bát nữa. Đó, các bác, các bác chơi những cái dòng này. À, riêng cặp này trên thị trường nó khoảng độ 26-27 triệu các bác nhá. Dòng này trên thị trường nó khoảng 21-22 triệu. Còn dòng này nó khoảng 24-26 triệu các bác nhá. Đó, em Phú em để hết ra đây xong em đậy ê căng lại cho anh. Ê căng đẹp xuất sắc các bác nhá. Em có hai cặp Focal. Đây quay hai cái hàng hot cho các bác nào có nhu cầu lấy những cái dòng loa của thương hiệu đẳng cấp các bác nhá. Đó. Và các bác mà có nhu cầu lấy những cái bộ đánh vào nó, các bác mà chơi vào những chiếc âm đi đờ nông có Big White các bác nhá. Đây này. Các bác mà chơi những chiếc âm đi đờ nông mà có Big White như những dòng 2000 này, dòng 1500 các bác nhá. Bất kỳ mã gì luôn. Đó các bác. 2300 mã này, rồi thì 1500 này các bác. Thì đánh vào đây các bác chơi Big White nó còn khai thác được tốt nữa các bác nhá. Đây em đang đánh thẳng bằng bộ kéo đẩy. Đó các bác. Đây em đang đánh cổng full các bác nhá, full răng các bác, gọi là đánh full luôn. Thì các bác có nhu cầu lấy hai cái dòng loa Focal này, em về được hai cặp. Một cặp là 18,5 đồng, một cặp 16,5 đồng, cặp 715. Đây các bác nhá, quay các bác lại xem. Cặp 715 cho rút 715, em để các bác giá 16,5 đồng. Còn cho rút 725 để các bác giá là 18,5 đồng. Thông số 8 ohm này, 125W, bên này là 8 ohm 150W. Đó các bác, nó vênh nhau một chút như vậy. Và em nghĩ rằng là một trong hai cặp này các bác chơi cặp nào nó cũng đều hoàn hảo các bác nhá. Bác nào thích chơi cặp 16,5 triệu nó cũng hoàn hảo, mà 18,5 đồng cũng hoàn hảo các bác ơi. Và bộ kéo đẩy em đánh đây là có giá, bộ này là giá bao nhiêu em nhỉ? 28 triệu đúng không? Bộ kéo đẩy này nói chung em không nhớ giá luôn, 28 hay bao nhiêu các bác? Là M509. 28 đúng không? 509 và J306RS các bác nhá. Đó, bộ kéo đẩy này đẳng cấp luôn. Các bác có thể chơi bộ kéo đẩy này vào những chiếc âm ly, à vào những cái dòng 601 CD3, rồi JBL các thứ các bác nhá. Đấy, tiếp tục các bác nhá. Còn một cặp nữa, BV Dub. Đấy, một cặp BV Dub đẳng cấp luôn, loa high-end 602. Đó, 602.5 S3 các bác nhá, 108 ohm. Đây cũng là một cặp loa high-end em về mới đét luôn. Đấy, cặp mới đét luôn. Một cặp loa cây đẳng cấp bát 20 và màng carbon. Với những dòng 602 S3 này thì trên thị trường nó giao khoảng 12-15 triệu. Em Dũng để các bác giá là 10,5 triệu các bác nhá. 10,5 triệu cặp này đó các bác ạ. Giá rất tốt luôn, tốt nhất trên thị trường luôn các bác ơi. Cực kỳ đẹp luôn, em có một cặp về đây. Đó. Nói chung là toàn những cặp loa rất đẹp đấy các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn các bác. Các bác nào mà chơi BV Dub đẳng cấp luôn các bác nhá. Chơi vào những chiếc âm ly săn xui mặt vàng chanh này, rồi thì đời nông này, lắc man các bác nhá. Đó các bác. Cực kỳ đẹp luôn, em mang về rất là nhiều loa chất. Ở đây em có một cặp mà JBL 4312 MK2. Đây các bác. Em bóc hết ly lông ra cho các bác xem. Đây là một cặp nó mới về còn nguyên bụi, em chưa lau các bác. Các bác lưu giữ em là 4312 MK2 thì trên thị trường nó đang có một cái vấn nạn là những dòng này nó hay bị lên đời từ 4312A. Nhà mình có 4312A không nhỉ? Không có nhỉ. 4312A thì em mang hết rồi. Đó, nhưng mà nếu em có một cặp 4312A đây em sẽ so sánh cho các bác tham chiếu các bác nhá. Riêng 4312 MK2 thì các bác lưu ý các bác đi xem ấy, các bác nhìn cái chép này các bác nhá. Thế là cái chép. Đó, cái chép là cái nón chép của 4312 MK2 nó sẽ phẳng các bác. Đó các bác nhá. Chung của nó là lá giống nhau thôi. Đó các bác. Bát thì các bác nhá. Bát và chung là lá giống nhau, nhưng các bác lưu ý kỹ nhìn sẽ thấy cái con 4312 MK2 ấy
cái chép của nó sẽ không có cái mũi khế ở phía trong các bác. Em không có cái con 43 12A đây thì em tham chiếu các bác xem, bởi vì em thấy trên thị trường bây giờ các bác chỉ cần lên YouTube gõ 43 12 MK2 phát là ra đa phần các bác xem mấy các bác nhá, toàn là cái loa lên đời là loa từ 43 12A. Nó nói chung là nó làm kiểu gì các bác, nó thay cái tem này này, nó bắn cái laser tem lại, nó bắn kiểu gì các bác em không biết, nhưng mà nó làm thành 43 12 MK2, nó sơn lại các bác nhá. Nói chung làm thì có thể làm giống được nhưng không thể giống hẳn các bác nhá. Cái này cái chép không thể giống được, nên các bác có nhu cầu lấy 43 12 MK2 các bác phải để ý kỹ cho em các bác nhá. Em về một cặp siêu đẹp luôn, em cũng chưa lau chùi gì luôn, mới đét luôn các bác nhá. 43 12 MK2 cọc loa các bác, các bác cọc 43 12 MK2 nó to các bác nhá. Và riêng 43 12 MK2 siêu đẹp này, căng xanh mặt xanh này, đây là dòng cuối số của dòng 43 12 các bác. Đây là mẫu cuối số 43 12 rồi các bác nhá, nó sẽ chuyển lên cái đời E rồi các bác, đời E đời D các bác này. Về sau này sẽ chuyển lên đời E các bác nhá, đời có chữ phía sau các bác. Đó, những đời E này, những cặp này là 32 triệu các bác. Thì cặp này em sẽ để các bác giá là trên thị trường nó khoảng 24-25 triệu. Thời điểm bây giờ, ngày trước nó khoảng 26-27 triệu cơ. Bây giờ giá nó tốt rồi các bác. Em để các bác giá tốt hơn nữa các bác nhá, 23 triệu cặp 43 12 MK2 này. Siêu đẹp này các bác nhá, các bác siêu đẹp luôn. Em Dũng để các bác giá một cặp loa rất là đẳng cấp. Phú mình quay cho anh phía sau các bác. Đấy, quay cả phía sau cho các bác xem luôn. Đó, cặp này rất nặng nên là em một tay em không quay được, sợ nó xước thùng thì các bác. Để các bác nhá. Đó, cọc 43 12 MK2 đi các bác nhá. Cọc của nó là cọc khác các bác ơi. Đó. Và với cặp loa này thì tình trạng về đẹp xuất sắc như này, em nghĩ rằng là quan trọng là các bác trong tầm tiền này, em nghĩ là để kiếm một cặp loa đẹp như này và hay như này, em nghĩ là trong tầm tiền này nó là vô đối các bác nhá. Để hay như 43 12 MK2 thì có thể có những dòng JBL L100 trơn, rồi thì một số dòng nữa. Nhưng mà để mà đẹp như này, em nghĩ rằng cặp này đẹp nhất. Đó, nó không phải mặt đen như những dòng JB kia, mà nó là mặt xanh các bác ơi. Đó, đây là một trong những dòng JB đặc trưng luôn. Mà các bác lưu ý nhá, các bác mua 43 12 MK2, nhớ mạnh lại các bác là các bác để ý kỹ con chép này cho em. Đó các bác. Và các bác phải để ý kỹ cọc loa, thùng loa. Đó, đây là một cặp loa zin đẹp xuất sắc, chưa vệ sinh, chưa lau chùi, nguyên bụi các bác nhé. Các bác. Còn các bác mà muốn mua những dòng 43 12 MK2 này, các bác cứ lên trên YouTube gõ đi, xem nhà em Dũng với xem một số anh em người ta bán ấy, những người bán hàng nó chuẩn chỉ, nó phải con chép này các bác nhá. Còn các bác đi mua mà ham rẻ một chút nữa là các bác dính đòn các bác. Đây em để các bác giá tốt nhất rồi. Đó, nếu mà rẻ hơn nữa thì em nghĩ là khó đấy các bác nhá, có thể là mua được 43 MK2 nhưng có thể mua được cặp loa xấu các bác nhá. Đây cặp đẹp xuất sắc luôn, 23 triệu các bác. Đó, ngoài ra thì em Dũng về những cặp bốt cái thứ em về hôm qua em quay rồi. Các bác nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em. Xin kính chào các bác.